Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với Radio Bất Thình Lình. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi là nhà văn hóa Lỗ Nhị, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong chương trình Radio Bất Thình Lình. Chương trình thuộc bản quyền của công ty cổ phần tập đoàn giải trí Tô Channel, địa chỉ Lô 3, khu biệt thự liền kề Dốc Lim. Bản tin hôm nay về câu chuyện liều vaccine lẻ và sự gato của cộng đồng mạng. Mới đây, một hot girl đã hồ hởi, khoe trên trang cá nhân một cách tự hào về việc nhờ ông ngoại nên là được ưu tiên tiêm phòng. Cụ thể, hot girl đó viết: "Dịch bệnh ngày càng đáng sợ, kể cả át trà thì cũng được. Nhưng mà hai vợ chồng thì cứ muốn chờ Pfizer để tiêm đúng như mong đợi. Tối hôm qua, vừa đọc báo Hà Nội giãn cách thì ông ngoại gọi mai tiêm luôn. Pfizer con nhé" mà thở phào nhẹ nhõm, hoàn thành mũi một. Vậy là cũng có chút yên tâm giữa đại dịch ngày càng đáng sợ. Cảm ơn ông bà ngoại lúc nào cũng kịp thời lúc các con cần." Ngay sau sở ta tút, Thanh tra Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị yêu cầu báo cáo giải trình về vụ việc tiêm vaccine COVID mà không cần đăng ký. Lý giải cho điều này, ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô cho biết, bố cô gái này là giảng viên của Học viện Quân y, đăng ký cho cô này tiêm. Bố cô ấy có học trò đang làm ở bệnh viện tôi, đang làm chuyên khoa 2. Lúc đó thì có hai liều Pfizer lẻ ra nên là cô này được tiêm. Cô gái này thì nghĩ mình từ trên trời rơi xuống mà không cần đăng ký, nhưng thực chất là bố cô gái đã đăng ký cho cô từ trước. Chúng tôi khẳng định không có chuyện được lựa chọn tiêm vaccine Pfizer trong trường hợp này. Sự việc thì đã vấp phải rất nhiều ý kiến ghen ăn tức ở từ dư luận. Vaccine hiện tại thì không có nhiều, thế mà lại nhờ vả xin cho. Đấy là dư luận nó gato nói thế. Còn đối với tôi, đó là những thứ mà cô gái ấy, Vũ Phương Anh, xứng đáng được hưởng. Vũ Phương Anh đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi tài sắc nữ sinh báo chí vào năm 2016. Cô cũng áp luôn giải phụ là hoa khôi thân thiện. Ngay từ khi đẻ ra, cuộc sống của cô thì cũng không được êm đẹp và bình thường như những người khác. Sự sang chảnh và giàu có luôn bủa vây xung quanh cuộc đời của cô. Việc có một ông ngoại tốt, một người bố giỏi, sinh ra với một gia thế khủng, không phải là những thứ mà cô ấy có thể lựa chọn. Chính số phận nghiệt ngã đã bắt cô ấy phải nhận lấy những thứ đó. Cả số phận nghiệt ngã cũng bắt cô phải nhận luôn cả liều vaccine lẻ, chứ ở đây thì chả có gì mà xin cho hết. Theo tìm hiểu của phóng viên, Phương Anh cũng là một người có lý tưởng sống rất là cao đẹp. Trả lời trước báo Dinh vào năm 2018, Vũ Phương Anh cho biết cô muốn xây dựng một hình ảnh sang trọng, thành đạt, chứ không phải là chảnh, thích khoe mẽ hay là đua đòi. Đó, các bạn thấy chưa? Một người như vậy thì hoàn toàn xứng đáng với liều thuốc, chứ đừng có ngồi cào phí mà gato. Trên là câu chuyện về bạn Phương Anh. Còn tôi, ông ngoại tôi mất lúc tôi còn chưa sinh ra. Lúc cần nhờ vả bất chợt thì cũng hơi khó, bởi vì ông chỉ thường về nhà vào rằm vào mùng 1. Hy vọng câu chuyện trên của Phương Anh sẽ giúp các bạn tích cực hơn trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những số sau.